Chào toàn thể cô bác và anh chị, chào mừng mọi người đến với nội dung tiếp theo trên kênh của em Còi La Lim. Chúc mọi người có một ngày mới thật là vui vẻ. Cô bác ơi, một số hình ảnh trước khi này là các hình ảnh của các em bé là trên cái sân này. Hôm nay thì sang khô rồi, thì vợ chồng chúng em là có mua thuốc diệt cháy này, túi bóng và lược lên đây để quyết định là gội đầu và diệt cháy cho các em. Các bạn đang trời đây vui lắm. Đây, cái sân này láng lên thì vừa có thể phơi ngô, phơi thóc được và có thể là cho các em bé chơi và đỡ bẩn đây. Này bà phơi cả ngô đây này. À này, mẹ ong cũng ở nhà, bà cũng ở nhà. Ngô này cái chỗ này chắc không bán được đâu bà, tại vì nó không đều màu này. Cái này chắc cho lợn ăn thôi bà nhỉ? Vâng, để bán ngô để mà bán đi thì phải vàng hết. À, ngô màu ạ anh? Ừ. Để trời tay mồ hôi nhỉ? Không có ạ. Đây, hôm nay thì vợ chồng em có mua tổng cộng 3 lọ thuốc diệt cháy đây cả nhà. Đây, thuốc thái dương. Đây, bộ đồ thái dương. Đây, cho mọi người xem kỹ thuốc này. Đây. Đây lược nữa đâu anh? Trong túi. À, trong túi nha. Mấy đứa bạn nào có muốn diệt cháy không nào? Có à? Với bà giúp em chứ. Trải xem có bao nhiêu cháy nhỉ? Là lược này. Túi bóng để mà tí ủ hết đâu. Bạn nam này có cháy không? Ủi nam có à? Thế các bạn ngồi hết đây nhá. Đây, chị lấy lược, thì lược cho. Ngồi hết đây. Ông đang lấy hai quyển vở ra để mà trải. Thì cho cháy sẽ rơi vào cái tờ giấy này này. Sờ xem tóc. À, tóc bạn kia này là mượt hơn hôm nọ rất là nhiều rồi. Ý, đây này, trứng cháy đầy đây này. Chả có dụng con nào không nhá. Bạn năng này em nghĩ chắc không có đâu bác. Thế vẫn có hả chị? Có một con. Yes, chị Lim. Đây có một con này. À, có con bé bé à? Đây là kia xem nào. To đầy luôn nhỉ. Vừa trải đã rơi một con rồi. Nhiều quá. Vâng. Bạn này thì ít hơn kiên nhiều lắm anh ạ. Một tí. Úi trứng. Úi trứng nhiều lắm anh ạ. Úi kiên nhiều thế. Cái mẹ ong đang trải cho kiến để em có trải cho ong. Nhiều đấy. Nhiều. Nè trải phát con to bự luôn. Nào. Mẹ ong ngồi cao cao một tí này như kiến à. Đây. Đây trải đây. Có đây, trải cái này thôi. Ôi, đừng, trải cái này. Nó chạy hết đấy. Không cần đâu. Nhiều rồi. Trải cái mặt khoa anh tôi cho nó nhá. Chào, múc quả tùa xúc xúc. Nhiều chưa này anh này. Đây này. Đây là... Trong mới gọi, tối lạc gọi là ong. Các bạn nhỏ ở đây à? Cái gội này gội sạch nhá, sạch bọt thì thôi nhá. Ong ạ. Không không phải là gội đầu là để vẫn còn bọt, để thơm thơm đâu. Thơm nó lại càng nhiều cháy đấy. Ui anh ơi, đây này, ui. Nhiều lắm. Anh này. Sợ chưa? Nhiều lắm. Đây. Ui.
ít trứng cháy hơn chứ. Cháy không có ít hơn hay không? Mất tua là mày mà không dẹp lẻ là ăn yeah. Ăn máu ăn lão mình đấy chị ạ. Thế là thịt tua nè. Chị ạ, tua nè. Không tốt đâu. Là ăn là con mình ngu đấy. Em thử cái này xem. Bật lên. Wow. Cái mà ông đang thì cái nó cảm thấy. Úi, kiệt nhiều lắm anh ơi. Nhiều kiệt cho nhiều nhất á. Ông có con nào không ạ? Có. Ông có ạ? Kia chắc chưa hết đâu. Đây, đi rồi. Đi có bác. Ồ. Ui, ồ, đây. Ui, ồ, giết chết đi. Rồi giết chết bằng cách nào ạ? Đấy, giết chết đi. Giết. Còn nó lại, đấy, con kia con to con này. Đấy. Giết, cá liệt. Cá liệt, giết, giết, giết. Ồ, sợ đặt, ui, ồ. Nó trẻ sao nhiều thế chị? Trẻ nó đi ngủ, nó bắt chú lên nhau à? Ừ, đông lăng nó lên nhau. Nó đi học lên nhau. Về nhà chị bắt lần nào chưa? Có, về à. Nhà em đã bắt hết rồi, ít hơn như này. À, ngày trước còn nhiều nữa hả chị? Ngày trước còn nhiều hơn. Ờ, nhiều hơn à? Ờ, đi học còn nhiều hơn. Vừa thuốc mẹ, ông ấy trả chua cho mình. Kiết hết chưa? Chưa hết à? Ừ. Sao em trải không thấy ra nhỉ? Chị thử trải hay là em không biết cách trải nhỉ? Không thấy không ra, chị thử trải giúp em bạn này xem nào. Để em thấy trải không ra xem kia xem nào. Mình trải không ra nữa thôi, mình ủ thuốc cho nó chết. Cả trứng nó chết hết. Vâng. Thuốc là họ ghi là 3-5 ngày mình phải ủ một lần. À. 3-5 ngày mình kiểm tra tiếp xem có con nào không đó. Vâng. Chị ý tự mong cho chủ tố kia nhẹ thử. Chị này dám mong cho lọc thì tôi thắng không nhẹ thì không mong. Sao? Nó là không chỉ đốt sao? Khe chè. Khe. Nên bây giờ kia. Nhiều cái mà có gì nhiều đi. Ừ, chế đấy. Đi. Xem nào, cái rô cuộn này làm như nào này. Đâu, đây là cách dùng là làm ướt tóc này. Thoa dầu gội lên tóc, massage nhẹ nhàng. Dùng mũi ủ ni lông ủ 15 đến 20 phút, sau đó xả lại bằng nước. Sử dụng một lần một ngày trong 3 ngày đến 5 ngày liên tiếp sau khi sạch trứng chảy. Ui, tức là này là phải sử dụng liên tục từ 3 ngày cho đến 5 ngày. Trong đây có túi ni lông đấy. Trong túi mình này ạ. Không, ở trong cái hộp có một túi ủ rồi. Đây à? Có vắt thôi à? Khá là thơm. Em là còn để cả ấm nước đây cho chúng em uống nước. Các anh cầm giúp em cái túi bóng. Quả rồi kia. Rồi. Rồi, cho tóc nó ráo đi ra. Ráo khô một tí. Ướt đông. Hệ đến nước ong. Là ong lại xả. Xả nước vào tóc là ong. À, kia ra đây. Hay bạn này xả trước cũng được. Bạn bé này. Vừa thôi, mày. Nói chung là một lọ lấy cái gì chia cho hai đầu đi. Nào. Con dạy như là mình làm gội đầu ấy. Nhưng cẩn thận nhá, cái thuốc đấy không được nhỏ mắt đâu nhá. Đấy. Cái này phải con phải tự xoa cơ. Đấy, cảm giác mình xoa có cái... Đấy, xoa anh kiểu lúc... Xoa như dầu gội ấy. Này, nhưng đừng cho... Đừng cho nhỏ mắt nhá, biết nhá. Không được cho... Cái thuốc này vào mắt hại đấy. Không được vào. Đâu, em bé nào, ra đây. Xoa như dầu gội, đây. Rồi, đừng cho nhỏ mắt là được, đừng xoa xuống mặt là được. Rồi, xoa đi, con xoa như kiểu... Đúng rồi. Xoa đều hết lên. Đừng nhỏ, đừng ấy vào mắt nhá. Không được cho vào mắt đâu. Đấy, vào mắt là cay mắt lắm đấy. Ong tóc là rất là dài, bạn nào cũng thấy tóc dài. Ai xoa sạch sẽ thì lại ủ tóc bóng luôn. Đây. Đây, từ từ để em lấy từ bóng ủ. Đây chị cầm lên.
xoa sạch chưa? Thấm hết chưa? Nào. Đừng cho vào mắt nha, cái thuốc này vào mắt không được. Bà Hương lau mắt, bà ơi, Hương lau mặt. Lau mỗi chỗ thuốc thôi. Cái này, cái này mùi dược liệu này. Chưa có bọt thì thêm nữa chị ạ. Này, ong tóc dài thêm nữa. Ê, em, bạn Nam là chưa xả vội đâu nhá. Chưa xả đâu. À, chị xoa lại cho đứa bé kia. Đây để em ủ cho chị xoa cho đứa bé này đấy. Cho con trai ơi. Ao luôn. Ủa, 15, 20 phút. Rồi, rửa tay đi. Rồi, đến hai bạn này. Cái giúp đó rồi, cái giúp đó. Khổ tóc. Hả? Sao ấy? Ngứa à? Phải ngứa đấy. Phải ngứa cả. Con chế đang chết, phải ngứa. Nào, bạn này cúi hẳn xuống nào. Con cúi hẳn xuống. Có mắt thì bảo cô nhá, nương. Ui sao cổ đeo cái gì đây? Cái này làm lý hả chị? Vâng. À, đây bạn này. Đây. Chưa hết đâu, chưa hết đâu. Rồi. Nào bạn này đi xoa đầu gội nào. Nào em bé. Ôi ôi. Nước cho. Con đi vào thì vào trong đi. Ăn ăn cho ăn. Ăn cho ăn cho ăn nhiều ăn ăn mất tôi rồi nó không biết nó chỉ lo không. Đó nhau lò. Rồi, cái đầu khu tí nào. Thì bôi vội đâu. Con này thì buộc túi ni lông này. Lau cả cái đằng sau này. Đằng sau là lau được. Vâng. Đây cái lịt này, cái lịt đây. Không cần. Ê, bạn kia từ hăng đi. Phải buộc lại ạ. Phải ủ lại. Ủ lại. Mình cho này vào mắt nhá. Mắt cay mắt đó. Rồi, ngồi kia cho mát. Con bọn này đấy anh ạ. Tí nữa áo ướt hay sao được, tí tắm được. Tí tắm lại một lần cũng được. Bây giờ chưa lắm rồi. Đây là lên chợ mà mua là không có bán. Cái đội đầu ấy nhỉ? Vâng. Những cái ủ đầu kia là trong mỗi một lọ chỉ có một cái ủ thôi. Vâng. Đây là mua 3 lọ. Mua một cậu 3 cái ủ. Đi ra bên này ngồi quạt cho mát à. Cái đấy không cần đâu. Lấy con cái này không nghịch được. Ê, cắt vào chứ. Ngứa phải chịu nhá. Đâu, để em có xem này, cái thuốc này xem nào. Xem cái hướng dẫn xem nào. Cách dùng sử dụng một lần một ngày trong 3 đến 5 ngày liên tiếp đấy. Dầu gội dược liệu trị cháy này. Ngon nè. Coco đi. Ngứa đúng không? Ngứa phải chịu nhá. Ngứa là cái con kia đang chết đấy. Đúng. Con cháy này, nó đang chạy đây. Hello, what? Thank you.
phun nước mới bộ cả ra. Mình phun nước đúng không? Không gãi. Không gãi đâu. Không gãi đâu, bạn kia, không gãi đâu nhá. Có ghi trẻ em từ mẫu giáo đến tiểu học có nguy cơ lây nhiễm cháy từ trường học và mang về gia đình đấy. Sau khi tầm khoảng là 20 đến 30 phút thì được rồi. Gội đầu phải gội sạch nhá, nếu mà gội phải á. Gai. Gai sợ tay đau đầu không gãi được. Theo trình tự lần lượt thì mới đủ thời gian nhé. Tắm gội này rửa cả hai mang tay nhá, sạch nhá. Đâu rồi, sạch rồi đấy. Đó. Xuống nào. Cứ thấp xuống. Mà to hẳn luôn. Đây đây, từ từ đã. Lấy áo lên tí đằng nào cũng tắm tí à. Tí nữa tắm luôn đi thay. Cứ tắm phải kỳ ghét sạch vào nhá, cổ này. Kỳ cổ, kỳ mắt tai nhá. Tí tắm luôn. Thì mấy đứa tắm luôn nhá, thì cô chú về sẽ tắm luôn nhá. Không nhá. Tắm luôn không là rồi gội. Luôn. Ngắm vào người tại vì mẽ là cái túi bóng nó không thể nào bị phần 100% được. Đặc biệt phần này này rất là nhiều trứng này. Rồi đi vào lấy khăn lau. Là cúi thấp xuống ạ. Ông tóc dài ấy nhỉ. Các cảm thấy sạch chưa? À, tóc dài quá. Và đi mẹ lau đầu nào. Thêm bạn bé nào. Chị thay cái áo gục tay cho bé đi chị ạ. Mặc áo này. Mưa này thì sợ. Sợ lạnh quá đấy. Hôm nay chồng đâu rồi à chị? À đi làm thuê ạ. Thế anh Sinh cũng chịu khó nhỉ. Cái bạn này là học mẫu giáo chứ đúng không chị? Xinh gái nhờ, bạn nào cũng xinh gái, đáng yêu. Ngoan nữa. Con cúi hẳn xuống, cúi hẳn xuống. Cái tóc dày lắm, các bạn nào cũng dày. Mỗi kia là hơi mỏng thôi. Em đây đứa cháu, con là chị, cháu làm tóc cũng dày nhỉ. Nhiều. Rồi, bạn trên này. Bạn cuối cùng. Bạn cuối thấp được xuống. Ngã đấy em ạ. Bạn đứng gần, cúi qua gần một tí. Đúng rồi.
Bữa này tóc không về mấy. Không bỏ. Này này, con đi vào một tí nào. Đi vào. Rồi. Ok. Đi mẹ đau đầu. Ê, vậy là các em nhỏ đã gội đầu xong hết rồi. Chết rồi à? À, con chế này bị dính thuốc rồi, chết rồi. Đâu còn mấy cái lược bé bé này này để mà chảy chảy hết nhỉ? Ba cái mà. Tùa rồi, con chế tùa rồi. Cháu lấy cái lược đi chảy đi, xem con chế có chết không? Cái lược này. Chảy rồi. Con chế nào? Thế này còn sống. Chết à. Thế là thuốc cháy như này là thấy là hiệu thấy, quả. Trước mắt là thấy hiệu quả rồi. Đây có tí hiệu quả, hy vọng là 3 đến 5 ngày sau quay lại là các em không hết hết nữa. À, thưa toàn thể quý cô bác, vậy là hai vợ chồng chúng em đã gội đầu cùng anh chị và đã gội đầu để mà cho các em bé đang thể diệt cháy rồi. Thì bây giờ cũng chưa, chúng em xin phép là đi về đây. Hy vọng là 3 hôm sau hoặc 5 hôm sau là chúng em quay lại thì cháy sẽ hết. Bây giờ nhá, cái lọ kia là ngày nào cũng gội nhá, sau đấy từ bóng ủ vào nhá. Và mẹ bà thế nhá. Gội hai lọ đấy thì một lọ chia cho ngày mai và một lọ là ngày kia. Gội 3 đến 5 lần em nghĩ là sẽ hiệu quả thôi. Tại vì trước mắt là đây là đầu tiên kem gội mà đầu tiên là ong chảy ra một con là đã chết luôn cháy rồi. Đấy, cứ ủ tầm khoảng là 15 đến 20 phút là bắt đầu đi gội như hôm nay nhá. Chết vừa rồi, trải ra mấy con chết? Hai chết, con chết. Chết con sống. Con cháy con chết hay sống à? Chết. À, chết. Đấy, à? Chết hai con đã hai chết con. Rồi. Vâng. Ong được một con chết. Nhá, ong là tối gội, các em nhỏ là gội, giờ gội sân siêu nhá, cho mượt nhá. Còn clear thì để người lớn gội thì em nghĩ người lớn nó sẽ có nhiều gầu hơn ý. Clear xanh, chuyên xanh như là người lớn gội nhá, em đem cho trẻ em gội nhá. Nhưng gội phải gội sạch bọt thì thôi mới là sạch nhá. Đấy, không phải là gội thoáng qua đâu. Không phải thoáng qua để bọt cho thơm thơm đâu, không phải đâu. Bây giờ tí tắm đi nhá, các bạn tắm một lần, tí cô chú về tắm đi nhá. Ở đây không có nhà tắm ý, cho nên là sẽ hơi ngại đấy. À, chị ạ. Thuốc thì tầm trưa mai với trưa ngày kia chị gọi cho các em nhé. Mình cứ cố gắng là tranh thủ vào buổi trưa anh chị ạ. Vâng. Buổi trưa hợp lý hơn vì nóng không các em tắm luôn. Vâng. Thời gian thừa thừa. Hôm nay thì vợ chồng em có là tiếp tục sử dụng cái số tiền hôm trước là vợ em có làm sân còn dư ạ, là mua những cái này về thuốc diệt cháy về mọi thứ chi tiêu thì em sẽ lại để ở đầu video nha cả nhà. Cảm ơn quý khán giả đã luôn đóng góp ý kiến cho vợ chồng chúng em. Cảm ơn quý cô bác đã luôn đồng hành cùng chúng em nữa. Hiện tại bây giờ chúng em đi về đây. Mùi cháy đây ạ. Ô, em đi về đây. Vâng. Chào bà nhá. Chào bà nhá. Dạ dạ, vâng. Chào má cơ ạ. À vâng vâng, bà cảm ơn này anh này. Em bảo ua trầu ấy. À vâng vâng, chúng đi về đây. À, mấy đứa đi tắm đi. Vâng vâng vâng. Đi tắm đây là cái sân là khô rồi. Đấy. Bà còn mang cả nước lên cho vợ chồng chúng em đây. Khẩu trang. Bảo hiểm. Ôi, bà có nhiều hay ít ạ? Hay để bà ăn? À vâng, thế cho xin nhá. Này bà cho cả bí vợ chồng em có này. Vâng, thế cho xin nhá. Cô xin nhá mấy đứa. À, cháu cảm ơn bà nhá. Vâng, vâng, hôm nào cháu lên chơi ạ. À, bây giờ thì chúng em xin phép là kết thúc video và sang bên nhà anh Trao. Hẹn gặp lại quý cô bác ở những video tiếp theo trên kênh của em Cói Đa Linh.